khuyên học khuyên tài các vương triều để lại. Trọng hiền tài là nguyên khí quốc gia, thời nhà Lê dựng bia tiến sĩ, lập ruộng học đường mở mang dân trí, làng xã thi đua khuyên học khuyên tài. Khuyên học khuyên tài ta như lời Bác dặn, sự học không bao giờ cùng, là cuốn sách hàng đầu toàn dân toàn diện, tạo bứt phá đi lên hội tụ đức tài. Động lực hôm nay là đích đến của ngày mai. Khuyên học khuyên tài nay là công dân học tập, vì lợi ích trăm năm sự học phải suốt đời, giúp em nghèo vượt qua gian khó, ươm mầm tài năng bằng tất cả tình thương. Khuyên học khuyên tài cho phát triển quê hương. Văn hóa Việt tạo nên hồn cốt Việt, sống nhân ái yêu thương vì lẽ phải trên đời. Công dân Việt là công dân học tập, cả nước thi đua khuyên học khuyên tài, xây đất nước mạnh giàu bước tới đại vinh quang. Khuyên học khuyên tài các vương triều để lại, trọng hiền tài là nguyên khí quốc gia, thời nhà Lê dựng bia tiến sĩ, lập ruộng học đường mở mang dân trí, làng xã thi đua khuyên học khuyên tài. Khuyên học khuyên tài ta như lời Bác dặn, sự học không bao giờ cùng, là cuốn sách hàng đầu toàn dân toàn diện, tạo bứt phá đi lên hội tụ đức tài. Động lực hôm nay là đích đến của ngày mai. Khuyên học khuyên tài nay là công dân học tập, vì lợi ích trăm năm sự học phải suốt đời, giúp em nghèo vượt qua gian khó, ươm mầm tài năng bằng tất cả tình thương. Khuyên học khuyên tài cho phát triển quê hương. Văn hóa Việt tạo nên hồn cốt Việt, sống nhân ái yêu thương vì lẽ phải trên đời. Công dân Việt là công dân học tập, cả nước thi đua khuyên học khuyên tài, xây đất nước mạnh giàu bước tới đại vinh quang. Xây đất nước mạnh giàu bước tới đại vinh quang.